Hi, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 chiếc máy ảnh quay vlog tốt nhất năm 2021 của 5 hãng khác nhau. Đó chính là GoPro Hero 9, DJI Pocket 2, Canon M50, Sony ZV-1 và Fuji XT10. Cùng xem video này có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu vô để mình nói sâu về từng cái máy á, thì mình sẽ nói cho các bạn biết về cái tiêu chí lựa chọn những cái máy quay này của mình. Đó chính là mình sẽ đánh giá trên cái khả năng sự tiện lợi nè. Rồi nhỏ gọn, có thể mang đi mọi nơi, mọi lúc, bỏ ba lô, bỏ túi quần đều rất là nhanh. Và đặc biệt là những chiếc máy này đều phải có hai màn hình hoặc là có màn hình xoay lật được, để mà khi người dùng chúng ta sử dụng có thể canh khung hình dễ hơn. Đây là một điểm rất là quan trọng. Về yếu tố màn hình thì GoPro có hai màn hình, một màn hình trước và một màn hình sau. Thì cái màn hình trước thì chúng ta khi mà chúng ta quay vlog cũng có thể dễ dàng canh khung được. DJI Pocket 2 thì có một màn hình nhỏ gọn ở phía trước, nhưng mà các bạn cũng có thể gắn thêm điện thoại của mình lên trên cái DJI đó được, để mà dùng điện thoại để xem như là một cái màn hình để mình xem. Canon M50 thì là có màn hình xoay lật rồi, ZV-1 cũng màn hình xoay lật và Fuji XT10 cũng là một màn hình xoay lật. GoPro là một trong những cái camera hành trình có sự nhỏ gọn nhất, chống rung bá đạo với công nghệ HyperMousse 3.0, đặc biệt là khả năng chống nước cực kỳ tốt. Nó có thể quay ở dưới nước được, quay hồ bơi, quay đi biển được. Đây là một điểm cộng rất là lớn so với những cái dòng máy khác trong cái danh sách hôm nay mình nói. DJI Pocket 2 cũng rất là nhỏ gọn, đặc biệt là chống rung 30 như một cái gimbal. Đây là chống cơ luôn, không phải chống điện tử như những cái máy còn lại. Canon M50 thì đây là một chiếc máy crop sensor có thể thay lens được và rất là nhỏ gọn. Body của nó cũng chỉ bằng một cái bàn tay của mình thôi, không quá lớn. ZV-1 là một dòng compact, mà khi người ta nhắc đến compact là những chiếc máy nhỏ gọn đút túi, thì ZV-1 là vậy, rất nhỏ gọn nhưng mà lại không thay lens được. Fuji XT10 cũng là một chiếc máy rất là nhỏ gọn, chỉ tính body thôi. Ngoại hình thì đẹp, cổ điển. Bây giờ chúng ta sẽ tính tới khả năng quay chụp của những dòng máy này. Như GoPro Hero 9 thì nó có thể quay được 5K 30fps và 4K 60fps. Ngoài ra thì có thể chụp được 20MP, khả năng chụp RAW nè, rồi đặc biệt á là nó có voice control. Đây là điểm cộng, cũng là một điểm cộng quan trọng luôn, bởi vì bốn dòng còn lại đều không có thể ra lệnh bằng giọng nói được. GoPro thì có thể ra lệnh, bạn có thể là ra lệnh cho nó quay, ra lệnh cho nó dừng, ra lệnh cho nó chụp cho mình một tấm hình. Đó chính là voice control của GoPro Hero 9, đặc biệt là khả năng slow motion 1080 ở 240fps và cũng có màn hình cảm ứng. Đối với DJI Pocket 2 thì máy này có khả năng quay 4K 60fps, cũng là một cái tiêu chuẩn khá là cao. Camera tới 64MP, khả năng chụp RAW ở định dạng DNG và cũng quay slow motion 1080 240fps và vẫn có màn hình cảm ứng giống như GoPro. Canon M50 là một cái máy ảnh, nó không phải là một cái camera hành trình giống như hai cái kia. Thì cái máy này có cảm biến là 24.1MP, khả năng quay 4K 25fps, nhưng mà nó khác với hai dòng máy trên á, thì cái máy này có khả năng lấy nét rất là tốt, face tracking, AF mode này nọ và cũng có màn hình cảm ứng luôn. Màn hình xoay lật thì có thể giúp chúng ta có thể dễ dàng canh khung khi mà ngồi trước ống kính. Tiếp theo là một dòng máy rất là bá đạo của Sony, dòng này gọi là Sony ZV-1, khả năng quay 4K 30fps, chụp 20MP, và nó có một cái lens tích hợp ở trên thân máy có giải tiêu cự từ 24-70 để có thể giúp cho các bạn chụp phong cảnh, chụp chân dung đều được với cái tiêu cự này. Nó rất là đa dụng và khả năng slow motion cũng lên tới là 1080 và 120fps. Màn hình có cảm ứng và bắt nét cực tốt, phải nói là cực tốt. Nó sẽ mạnh hơn ba dòng mà mình vừa kể trên, bởi vì sao? Là nó những dòng trên nó chỉ bắt nét vô mặt được, nhưng mà dòng này vừa bắt nét vô sản phẩm được luôn, rất là phù hợp đối với những bạn mà quay beauty, quay sản phẩm để mà giới thiệu với khách hàng á. Và tất nhiên nó cũng có lưu ảnh RAW nữa. Chiếc máy cuối cùng đó chính là Fuji XT10, quay 4K 30fps, quay slow motion ở định dạng 1080p và 240fps. Và điểm mà mình ấn tượng nhất ở trong cái máy này đó chính là chống rung 50 ở trong thân máy. Theo mình đánh giá, đây là chiếc máy duy nhất ở trong cái tầm giá này có chống rung 50 ở trong thân máy.
cảm biến của nó lên tới 26.1 MHz tương đương với XT4, và nó được trang bị tất cả các công nghệ đời mới cũng như là cảm biến đời mới nhất, ngang ngửa với XT4. Nó chỉ thua kém duy nhất đó là khả năng quay 4K60 của XT4 mà thôi. Thì vừa rồi á, mình đã giới thiệu cho các bạn 5 chiếc máy về thiết kế cũng như là cái khả năng quay chụp theo những cái tiêu chí mà mình lựa chọn. Đó là những chiếc máy rất là phù hợp để các bạn quay vlog. Số tiền thì nó có thể dao động từ 10 triệu hoặc là tới hơn 20 triệu một chút. Thì các bạn đang sử dụng cái máy nào để quay vlog hoặc là đang chuẩn bị làm vlog thì đây là một cái video dành cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo những dòng máy trên. Ngoài ra điện thoại của mình cũng chính là một chiếc máy mà các bạn có thể sử dụng để quay vlog rất là đẹp, giống như iPhone mình đang sử dụng. Các cái video của mình quay đều là quay bằng iPhone hết. Đó, quay 4K 60fps. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.